Bất dung nạp lactose ở trẻ là gì? Và tại sao trẻ bị bất dung nạp lactose cũng như là cái cách khắc phục hiện tượng bất dung nạp lactose ở trẻ? Bác Dương xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Bất dung nạp lactose là một trong những cái triệu chứng, một trong những cái bệnh lý khá là hay gặp ở trẻ. Và có rất là nhiều các ba mẹ lúng túng trong cái quá trình chẩn đoán làm thế nào để biết là thực sự em bé nhà mình có bất dung nạp lactose hay không, hay cũng như là cái cách lựa chọn sữa cho em bé như thế nào sao cho phù hợp. Bởi thế cho nên trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Hương sẽ chia sẻ giải đáp các thắc mắc vấn đề bất dung nạp lactose cho các ba mẹ. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu thế nào gọi là bất dung nạp lactose, hay là khi mà em bé có triệu chứng như thế nào thì chúng ta sẽ nghĩ đến là em bé có bất dung nạp lactose. Bất dung nạp lactose theo định nghĩa người ta nói rằng là liên quan đến việc giảm thiếu cái men lactase hoặc là giảm năng hoạt động của men lactase. Và bởi thế cho nên là cái đường lactose thì không được chuyển hóa hết. Thế thì cái chẩn đoán bất dung nạp lactose thì các bạn có thể thấy rằng là rất là rõ khi mà các bạn thấy là cho em bé ăn các cái sữa mẹ cũng như là sữa công thức, sau một vài tiếng hoặc một vài giờ hoặc một vài phút sau khi ăn thì em bé bắt đầu có các cái triệu chứng của đường tiêu hóa là đau bụng, trướng hơi, đầy hơi, nôn và tiêu chảy. Và tiếp theo nữa đó là phân có mùi chua. Và các cái triệu chứng này cải thiện khi mà các bạn sử dụng các cái sản phẩm không có đường lactose hay là đường lactose free sau tối ít nhất là 5 đến 7 ngày, em bé có cải thiện rất là rõ rệt. Và như người ta thấy rằng là cái nguyên nhân mà gây ra bất dung nạp lactose thường là có 3 nhóm nguyên nhân. Một là nhóm nguyên nhân bẩm sinh, hai là nhóm nguyên nhân mà mắc phải, và thứ ba nữa là do giảm cái khả năng hoạt động của men lactase ở trẻ do trẻ còn quá nhỏ. Và người ta thấy là gì? Cái men lactase thì sẽ phát triển ở trẻ ở trong cái giai đoạn bào thai, tăng nhanh nhất ở giai đoạn bào thai ở cái tuần từ 28 đến 32 tuần. Bởi vậy cho nên những cái trẻ mà sinh non thì thường là hay có liên quan đến cái bất dung nạp lactose do giảm cái lượng men lactase cũng như là giảm cái khả năng hoạt động của men lactase. Cái nhóm mà bất dung nạp lactose bẩm sinh thì cái này tỷ lệ này thì vô cùng hiếm. Nó là liên quan đến một cái di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Đó, và phần lớn là liên quan đến cái bất dung nạp lactose do giảm số lượng cũng như là giảm cái khả năng hoạt động của đường của cái men lactase. Và một cái nguyên nhân hay gặp nữa đó là bất dung nạp lactose thứ phát, là sau khi mà hiện tượng bất dung nạp lactose đó xảy ra sau khi mà em bé bị các bệnh lý về đường tiêu hóa như là viêm ruột, như là tiêu chảy vân vân, thì dẫn đến có những cái phần là bất dung nạp lactose một phần. Và người ta thấy là cái men lactase để phân hủy đường lactose thì có ở cái phần vi nhung mao của ruột. Và cái tại sao mà em bé lại có các cái biểu hiện của bất dung nạp lactose? Cái đường lactose thì không được hấp thu và chuyển hóa được ở ruột non. Khi xuống ruột già thì bởi vì có không đủ các cái men để tiêu hóa thì các cái vi khuẩn trí ở đường ruột ở phần đại tràng sẽ phân hủy đường lactose thành hydro và các cái axit béo chuỗi ngắn. Chính vì vậy cho nên là gây nên cái hiện tượng là trướng bụng, đầy hơi, rồi đau bụng, rồi tiêu chảy. Đó, để cái bất dung nạp lactose không chuyển hóa được hoàn toàn đường, cho nên là phân của em bé sẽ có tính axit, cho nên là phân của em bé sẽ có mùi chua, do không lên men được hết cái đường lactose ở trong đường ruột của trẻ. Và như vậy các ba mẹ đã hiểu được cái nguyên nhân. Vậy cái từ mấy khi mà chúng ta biết được cái lý do tại sao mà em bé lại bất dung nạp lactose thì chúng ta sẽ có các cái hướng giải quyết khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp mà bất dung nạp lactose bẩm sinh do không có đường, không có cái men để tiêu hóa đường lactose, hay nói khác là không có men lactase, thì thường là bệnh rất là nặng và thường là hay có kèm theo với tăng đường máu, tăng đường huyết. Tuy nhiên cái tỷ lệ này thì vô cùng hiếm, đúng không ạ? Cái trường hợp tiếp theo mà gặp
hay gặp đó là liên quan đến mất dung nạp lactose thứ phát, khởi phát khi mà em bé có các cái bệnh lý về đường tiêu hóa. Bởi vậy cho nên là khi có các bệnh lý về đường tiêu hóa như là tiêu chảy, như là viêm ruột thì chúng ta phải tích cực điều trị cho em bé, giải quyết được cái căn nguyên, được cái gốc của bệnh, thì khi đó cái triệu chứng về mất dung nạp lactose của em bé sẽ giảm dần và hết, khi mà cái hệ thống men tiêu hóa, khi mà hệ thống đường ruột, đường tiêu hóa của em bé được hồi phục trở lại, thì các cái tế bào cũng sẽ tăng được đủ bài tiết các cái enzyme, các cái lactase để tiêu hóa đường lactose trong cho trẻ. Còn đối với trường hợp phổ biến hơn hay gặp nữa, đó là liên quan đến cơ thể em bé đang trưởng thành và phát triển, cho nên là cái đường tiêu hóa, đường ruột của em bé chưa tiết ra đủ cái số lượng men lactase để tiêu hóa đường lactose, cũng như là cái khả năng hoạt động của cái men đấy vẫn còn thấp hơn so với bình thường. Thì khi mà em bé trưởng thành dần thì các cái triệu chứng đó của em bé cũng sẽ giảm dần đi, và như vậy lúc đó chúng ta sẽ có thể có các cái lựa chọn, các cái giải pháp là chọn sữa như thế nào, hay là chúng ta sử dụng men cho em bé như thế nào. Thì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà em bé của chúng ta lại bị mất dung nạp lactose, rồi các cái triệu chứng tại sao em bé lại có đau bụng, em bé lại có chướng bụng, đầy hơi, rồi em bé có buồn nôn và nôn. Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra các cái giải pháp cho em bé của chúng ta như thế nào. Với những trường hợp mà em bé mất dung nạp lactose thì chúng ta sẽ có hai cái giải pháp cơ bản. Một là chúng ta sẽ lựa chọn các cái loại sữa, các cái sản phẩm mà không có đường lactose hay là sữa lactose free. Thì thông thường với các em bé mất dung nạp lactose thì em bé sẽ thường là sẽ cải thiện khoảng 5 đến 7 ngày sau khi mà chúng ta dùng các cái sản phẩm thay thế, các sản phẩm mà lactose free, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái men lactase để cho vào sữa trước khi bé ăn, thì cũng có giúp làm giảm phân hủy cái đường lactose có ở trong sữa. Thì đấy là hai cái giải pháp cơ bản mà các bạn có thể áp dụng cho em bé của mình, và với tùy từng em bé khác nhau, tùy theo cái điều kiện môi trường sống cũng như là kinh tế, thì các bạn có thể lựa chọn các cái giải pháp sao cho nó phù hợp. Thế và như vậy là chúng ta đã hiểu được là tại sao em bé bị mất dung nạp lactose và cách lựa chọn các cái sản phẩm liên quan đến em bé mất dung nạp lactose. Và vậy cái video này bác sĩ Hương đã chia sẻ với các bà mẹ và các bạn những cái nét đại cương cơ bản về vấn đề mất dung nạp lactose, và bác sĩ Hương hy vọng là các bà mẹ có thể áp dụng trong quá trình chăm sóc em bé của mình để em bé của chúng ta có được một cái chế độ dinh dưỡng tốt nhất. Bác sĩ Hương xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả bà mẹ và các bạn, và nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo về vấn đề chăm sóc bé cũng như là các vấn đề liên quan đến dị ứng sữa của trẻ.